Dạ vâng, em Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio tuần trên toàn quốc. Clip này em Đạt Trần lên sóng trước đầu băng cối Tech A6100. 6100 là một model rất là thành công của hãng bởi máy cho chất âm cực kỳ hay và giá thành hợp lý cũng như là thiết kế đẹp. Dòng Tech với cái model này thì đã quá nổi tiếng trong lòng anh em rồi. Vâng, với một cái thiết kế cực kỳ là đẹp mắt và một thiết kế thì hoa hậu luôn trên chiếc đầu băng cối Tech A6100. Em này thì sở hữu một cái mặt nhôm phay màu trắng size khá là lớn, với hai đồng hồ vu to bản được đặt ở phía dưới cân đối và hài hòa. Dàn núm ở phía dưới thì được mạ chrome sáng bóng và dàn núm ở trên thì được sơn màu đen sơn bóng luôn các bác nhé. Thiết kế của nó mặt nhôm phay màu trắng chưa một vết xước luôn. Kết hợp với hai hồi gỗ hai bên tạo nên cái nét sang trọng cho chiếc đầu băng cối Tech A6100. Bây giờ thì em Đạt Trần mời quá chúng ta cùng tiến lại gần để chúng ta quan sát độ đẹp của chiếc đầu băng cối 6100. Ở cái máy này rất là đẹp, em xin phép được chưa được lắp băng vào để em quay chi tiết cho các bác đã. Sau đó thì em sẽ lắp băng vào và test cho các bác sau. Đây chúng ta có một cái model 6100. Và máy này thì nó lại chạy được cả hai jack lẫn 4 jack. Đây các bác thấy không? Đây hai jack, đây 4 jack này. Thì cái này rất là hay bởi vì nhiều bác thích chơi băng hai jack, 4 jack thì là phổ thông rồi. Nhưng mà nhiều bác thích chơi băng hai jack bởi vì băng hai jack cực kỳ là hay và con đầu này thì nó đảm nhiệm được cái điều đó. Hết sức là tuyệt vời. Nhiều các bác lựa chọn máy này là như thế. Nhiều máy 6300 cũng không thể có được chạy được hai jack như thế này thưa các bác. Đây và cái phần hàm đầu từ của nó đây rất là tiện lợi, các bác có thể mở lên được như này. Thứ nhất là chúng ta quan sát được đầu từ, thứ hai là chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh lau đầu từ. Máy thì chạy được 4 đầu từ các bác nhé. Đấy, rất là mới và toàn bộ là các cái ốc nghiêm phong sơn mà chưa một lần sửa chữa. Đấy, hình thức còn rất là đẹp cũng như là duy nguyên bản. Ở phía dưới thì chúng ta có hai đồng hồ vu vẩy cỡ lớn. Đấy, kết hợp với những cái dàn phím ở đây thì được mạ chrome sáng bóng luôn. Đầu tiên là chỗ này nó là cái phần công tơ mét các bác nhé. Rồi đây các cái núm của nó này thì sáng bóng luôn. Một nút công tắc nguồn, các cái công tắc băng to băng nhỏ và tốc độ nằm ở đây. Chỗ này thì các cái nút bật thông thường thôi, play stop hay là tua ngược tua xuôi. Ở dưới thì chúng ta sẽ có hai volume cho đường mic cũng như đường line. Bên này thì một nút chuyển đổi giữa sao và tép, tức là chúng ta chuyển đổi giữa tín hiệu nghe nhạc từ băng cối và cái tín hiệu từ cái thiết bị ngoại vi khác để đưa vào. Khi mà cắm các thiết bị ngoại vi khác đưa vào, đầu phát khác đưa vào qua chiếc đầu băng cối này thì cái chiếc đầu băng cối này sẽ có tác dụng như một chiếc free thưa các bác. Ở đây sẽ có một cái volume tổng như thế là đã hết rồi. Và tiếp tục thì em Đạt Trần xin phép được quay cái phần nội thất phía sau. Em đã tháo mở sẵn cho các bác xem rồi. Và máy này thì rất là đẹp, cho em sẽ quay kỹ cái phần hình thức của máy cũng như chất lượng trước. Sau đó thì em sẽ test chất âm. Em này thì thiết kế với cái vỏ gỗ nó có một cái vân khá là đặc biệt. Vân này thì anh em gọi là vân nu. Vân này thì được sử dụng, nó không phải là vân gỗ thẳng đâu, vân gỗ nu. Vân này thì anh em thường thấy trên những cái chiếc đồng hồ cao cấp, đồng hồ cây hoặc đồng hồ treo tường thì nó cũng sử dụng cái vân gỗ này. Em Đạt Trần liên tưởng đến luôn những cái chiếc đồng hồ đấy. Đấy, rất là đẹp luôn cái vân nu này. Những cái đồng hồ khoảng 30-50 triệu đồng thì nó cũng sử dụng cái vân gỗ nu này, một cái loại vân gỗ khá là đặc biệt và đẹp mắt. Phần phía sau thì em Đạt Trần đã tháo sẵn ốc rồi, mời các bác chúng ta cùng quan sát cái phần nội thất phía sau. Cái tấm lắp lưng của nó thì còn rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp. Phần nội thất của em nó thì em Đạt Trần đã tháo sẵn ra để mời các bác chúng ta cùng quan sát. Em này thì với cái nội thất sắt xi 7 màu còn rất là đẹp. Máy thì sử dụng nguồn điện 100V. Đấy, 100V và cái công suất tiêu thụ của nó là 90W. Nó có hai cái đường ra, các bác có thể cho sử dụng cho hai âm ly và hai cái đường vào thì chúng ta sẽ có hai cái thiết bị ngoại vi khác kết hợp vào. Phần máy thì còn rất là đẹp, máy chạy 3 motor, sắt xi 7 màu thưa các bác.
phần linh kiện rất là nhiều. Đấy, linh kiện rất là nhiều và dày đặc như thế này thì cho một cái chất âm tuyệt là hay luôn, rất là hay. Tất cả thì đều đẹp xuất sắc, nguyên zin, quạt gió bóng loáng đây. Phần motor, ba motor sắt xi 7 màu luôn. Đấy, 7 màu luôn, vàng óng ánh. Em này thì đúng là đẹp xuất sắc luôn và không có gì phải chê cả. Và em đặt trần xin được báo giá các bác trước đầu tech 46.100. Máy này thì shop em có giá bán là 12.800.000 đồng cho chiếc đầu bóng gối tech 6.100. 12.800.000 đồng tặng một cặp hút của tech các bác nhé. Đấy, tặng một cặp hút của tech rất là đẹp, máy thì sáng bóng luôn. Bây giờ thì xin được test chất âm cho các bác cùng nghe. Em này thì xài rất là hay, và xài rất là hay, chạy được cả hai check. Các bác in băng hai check các bác chơi thì tuyệt vời rồi, chơi băng hai check thì quá là đỉnh. Chơi băng hai check nó đỉnh nhưng mà nó không được tiện như bốn check, bởi vì là băng hai check thì nó tốn dây băng, tốn dây băng thôi các bác. Bác nào có điều kiện thì chúng ta chơi băng hai check, nhiều cái đầu hai check thì nó lại không chơi được bốn check. Lúc nào các bác cần chơi bốn check cho nó tiện lợi thì lại không chơi được. Con này thì nó chơi được cả hai check, cả bốn check. Cái điểm thú vị của cái đầu này nó là như thế các bác nhé. Mời các bác chúng ta cùng nghe thử chất âm trên chiếc đầu bóng cối Tech A6100. Âm thanh được phát ra trên cặp loa Kenwood KL777, cặp loa với mức giá 14.000.000 đồng, đẹp xuất sắc luôn. Các bác nào có nhu cầu mua cặp loa thì cũng hãy liên hệ cho em. Chiếc đầu bóng cối Tech A6100 kèm một cặp hút, máy đẹp xuất sắc, bên em có giá bán 14.800.000 đồng. 14.800.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với em. Trong văn nhạc này chúng ta tìm thấy sự độc nhất của một tiếng hát. Tiếng hát chuyên chở được nỗi vui lạc lõng của con người trong suốt cuộc hành trình 10 năm qua. Tiếng hát thanh tuyền. Các bạn lưu ý là máy tech hôm nay về rất là đẹp luôn, đẹp hoàn hảo, xứng đáng hoa hậu.
thưa các bác, dòng này thì cho một cái âm sắc cực kỳ là hay, tiếng rất là dày dặn, mộc và ấm, cũng rất là chi tiết luôn. Hình thức của em nó thì còn rất đẹp ạ. Em này thì đẹp xứng đáng hoa hậu luôn. Các bác có thể quan sát chi tiết giúp em, từng chi tiết đường nét của máy còn rất là mới, rất là chất lượng ạ. Em này thì hàng tuyển lâu lắm rồi mới về được một em đẹp như thế này. Vâng, em này thì có thể nói là đẹp mãn nhãn luôn ạ. Hình thức thuộc số hoa hậu luôn thưa các bác. Mặt mũi núm nút còn sáng bóng. Các bác nào có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho em Đạt Trần. Số máy 0983586968. Shop em với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc. Chiếc đầu băng cối Tech A 6100, 14.800.000 đồng kèm hút. Em sẽ test thử tua cho các bác xem. Tua rất là êm. Và em sẽ bật thử cái chiều ngược lại để mời các bác nghe thử. Xin lỗi, có không máy một chiều. Em sẽ tua cái chiều ngược lại cho các bác xem. Đấy, rất là êm. Phần đầu từ rồi các cái phần còn rất là mới. Bác nào có nhu cầu mời các bác hãy alo trực tiếp cho em. Tech A6100 chạy bằng 10 một chiều, chơi được cả 2 trách và 4 trách. Đấy, các bác thấy không? Master Record thu 2 trách rất là chuẩn luôn. Với mức giá 14.800.000 đồng kèm một cặp hút, không kèm xương băng. Các bác nào có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho em Đạt Trần. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Một chiếc đầu băng cối rất là ngon. Cảm ơn các bác đã theo dõi và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.